truyền thông Nga công bố hình ảnh nhiều loại súng, hộ chiếu Nga và nước ngoài, tiền mặt, vàng thỏi, tóc giả được tìm thấy bên trong dinh thự khổng lồ của ông trùm tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Theo báo Argumenti e Fakti, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã tìm thấy tóc giả, vũ khí, một số tiền lớn, hộ chiếu trong văn phòng và dinh thự của lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin. Cụ thể, khi lực lượng cảnh sát lục soát nhà ông Prigozhin đã phát hiện nhiều loại súng trường, súng lục, một số hộ chiếu Nga và cả hộ chiếu nước ngoài, nhiều tiền mặt, trong đó có cả đô la Mỹ, vàng thỏi và khoảng 5-6 bộ tóc giả. Đặc biệt còn có một chiếc trực thăng nhỏ trong sân nhà của ông Prigozhin. Qua đoạn video ghi lại quá trình lục soát nhà ông trùm Wagner, có thể thấy dinh thự của ông Prigozhin có cả hồ bơi, sân đậu trực thăng, phòng xông hơi kiểu Nga và cả phòng tập thể dục riêng. Phòng y tế bên trong dinh thự riêng của ông Prigozhin được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết để sử dụng trong trường hợp cần chăm sóc đặc biệt như máy thở, máy tạo oxy. Báo Argumenti e Fakti cho biết mỗi thiết bị trong phòng y tế hiện đại ngay tại tư dinh của ông Prigozhin có giá trị lên đến vài triệu rúp. Trước đó, ông Prigozhin đã được nhận lại toàn bộ tiền mặt tổng trị giá hơn 10 tỷ rúp, hơn 110 triệu đô la Mỹ và khẩu súng lục Glock do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tặng. Đây là số tiền mặt mà chính quyền Nga thu giữ trong cuộc đột kích trụ sở Wagner hôm 24 tháng 6 vừa qua.